rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác vắng mưa gợi niềm chặt chiếu. Rồi mai tôi đưa em. Bảo Phán. Tôi ngồi lặng lẽ, đôi mắt thả hồn trong một góc nhỏ, liêm diêm thưởng thức bài nhạc Pháp. Man có nghĩa là đau, chơi piano của Richard Clayderman. Vừa suy nghĩ về bài viết rất hay và ngộ nghĩnh của Toại Khanh đăng trên website Pháp Luân. Tại cái góc đời quen thuộc trong quán cà phê đối diện trường học mà tôi thường ngồi hàng giờ sau giờ làm việc. Ở những bài viết của Toại Khanh tuy đơn giản nhưng thực tế và gần gũi với tôi nhiều. Bài tùy bút hôm nay của Toại Khanh có một tựa đề rất lạ: Rồi mai em đi. Thoáng đọc, tôi có cảm giác tác giả là một trong những người yêu nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa. Đọc kỹ lại, tôi lại thấy tác giả hình như là một người yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn. Đi sâu hơn nữa vào bài tùy bút, tôi lại có cảm tưởng đây là một nhà sư thi sĩ. Tôi cũng đưa em sang sông nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày nào đó chính em đi hoặc chính tôi đi. Trong bài tùy bút có đoạn: mai này nếu tôi đi không về, người khác có biết giữ lại bức tượng hay đem bán đổ bán tháo như một món đồng nát. Làm tôi trầm tư không ít. Tôi thoáng nhớ lại bài Không Tên Số 4 của Vũ Thành An: triệu người quen có mấy người thương, khi lìa trần có mấy người đưa. Tôi cũng đi hết nửa đời rồi. Có lẽ ngày tôi đi không về chắc cũng không khác gì lắm với bức tường ngài Huyền Trang hay chính bản thân Toại Khanh. Có khác là ngày tôi đi thì tôi thật sự không biết mình đi về đâu. Nhưng ở Toại Khanh có lẽ tác giả biết. Cái già ở nửa đời người của Toại Khanh thấm nhuần đạo vị. Cái già của tôi là cái già cằn cội lăn lộn với đời. Tôi đi qua sông bằng chiếc bè rồi mang nó đi luôn với em. Khổ thế đó bạn đọc. Toại Khanh thì sao? Có lẽ tác giả chẳng vướng víu gì khi qua sông. Hãy đọc đoạn này trong bài tùy bút Rồi mai em đi. Mọi thứ tôi có được suy cho cùng chỉ là những thứ phải bỏ lại. Ai cũng biết nói danh lợi là phụ vân, hay gì cũng là bè cỏ săn sông. Nhưng tận đáy lòng, mỗi người có thật sự nghĩ vậy không? Cứ nhìn cách thiên hạ đối nhân xử thế thì biết. Nhìn kẻ khác nằm xuống, ai cũng lén nghĩ còn lâu lắm mới đến phiên mình. Dù sự tự tin đó tuyệt không có chút gì làm bảo đảm. Tôi mỉm cười, vì có nhiều lần tôi đã nghĩ còn lâu lắm mới tới phiên tôi đi. Nhưng rồi thoáng đó 22 năm trôi qua, tóc tôi đã bắt đầu bạc, tôi đã già, ngày tôi đi cũng không còn xa. Không biết từ bao giờ tôi lại thích những buổi chiều êm đềm tịch mịch, ngồi bên ly cà phê mocha nóng, đọc thơ văn Toại Khanh, lắng nghe những nốt nhạc piano du dương của Richard Clayderman. Xin cảm ơn Toại Khanh, xin cảm ơn đời, xin cảm ơn Richard Clayderman, xin cảm ơn Nguyên Sa, Ngô Thụy Miên, cảm ơn Trịnh Công Sơn. Tôi đứng dậy bước ra bạc kinh lót, lên xe nổ máy, tiện tay bỏ vào CD player bài nhạc
rồi mai tôi đưa em. Trời đã tối, nắng đã tắt, gió thu nhẹ nhẹ thổi vào xe. Bên kia trường, vài cô sinh viên đại học đang vui cười chuẩn bị vào lớp tối của trường đại học. Liệu các cô có biết rằng một ngày đầu đó không xa lắm rằng rồi mai em đi không? Tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi niềm chặt chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây du hồn nắng say, lời yêu chất đong đầy. Đón em, đón em thu mây bay, thu mây bay tiễn em tiếng xuân chưa phai, xuân chưa phai ngày vàng còn gì. Đành đoạn rồi những lần chiều hè nướng, rồi mai chân hoang vu lên về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trong tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. Chiều xưa em qua đây dù hồn nắng ngủ say, lời yêu đoạn rồi những lần chiều hè nướng, rồi mai chợt hoang vu lên phố gầy. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trong tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. Còn ai mơ trong tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.